Quang Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bốn chậu ngọc điểm Đài Loan. Và giá thành là 1.700.000 một chậu. Và để cho các bạn dễ lựa chọn, mình xin đánh số thứ tự. Đây là chậu số 1. Đây là cây một mẹ một con chứ không phải là hai cây trồng vào một chậu. Lá của nó rất là dày. Và hiện chậu đã nhú được 1, 2, 3. À, 4, 5. À, khoảng 5 vòi. Đây là chậu số 1. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn chậu số 2. À, cũng một mẹ và một con. Cây này thì cái màu nó khác cây nãy. Các bạn thấy là cái đầu nụ của nó màu đỏ. Và cây này cũng hiện đã nhú được khoảng là 5 vòi. Thêm mình quan sát mình thấy được 5 vòi. Và chậu tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn là chậu số 4. À, chậu số 4 hiện cũng đã nhú vòi 1, 2, 3, 4. Và cặp lá của nó rất là đặc biệt. À, chậu số 3, mình xin lỗi các bạn, chậu số 3. À, chậu số 3 và chậu số 4 thì hình thái lá của nó giống nhau. Đây là chậu số 3. Và đây là chậu số 4. À, chậu số 4 cũng đã nhú được là khoảng cây bự là 3 vòi. Còn cây nhỏ thì hiện chưa thấy vòi.
Lá của nó ngắn, cục, to và rất là dày. Cái mã số 4 cũng vậy các bạn. Và nếu các bạn nào có ý định mua cây số 3 và cây số 4 về là một cặp chơi Tết thì cây số 3 và cây số 4 nó rất là xứng. Rất là xứng với nhau để làm một cặp chơi Tết. Đây là chậu số 3 và đây là chậu số 4.